Xin chào các bạn, mình là Sóc Máy Ảnh Lý Biêu đây. Hôm nay tớ thức dậy sớm lắm, khi ông mặt trời còn đang say say trong giấc ngủ thì tớ đã dậy rồi và chuẩn bị lên hàng để gửi đến các bạn những em máy thật xinh. Hôm nay là một em máy ảnh có dáng rất xinh. Giới thiệu các bạn, đây là chiếc máy ảnh của hãng Nikon. Một chiếc máy ảnh với thiết kế gọn gàng và các bạn có thể bỏ túi để đi ngao du khắp nơi và chụp những gì bạn thích. Về ngoại hình của máy còn rất đẹp, kiểu dáng cổ điển và thiết kế khá là cưng. Đây là dòng máy kiểu dáng vintage xưa và nó cho một chất ảnh vintage luôn đây. Nhìn chất ảnh đảm bảo bạn sẽ mê ngay. Máy này có độ phân giải chuẩn 8.3 megapixel và em ấy hoạt động hoàn hảo các chức năng, ống kính sạch đẹp, máy có đèn LED tích hợp, đèn LED hoạt động hoàn hảo, máy có chức năng chụp ảnh và quay phim. Ngoài ra ở chế độ chụp ảnh có nhiều chế độ chụp chuyên biệt khác rất tiện dụng. Phụ kiện đi kèm có đủ pin và sạc pin. Khi các bạn mua máy sẽ được tớ tặng kèm thẻ nhớ, tặng luôn đầu đọc thẻ nhớ, tặng thêm dây đeo nữa. Quá xá nhiều quà tặng luôn đây. Đối với các bạn mới tập chơi máy ảnh, mình luôn có clip hướng dẫn sử dụng nên các bạn an tâm, sẽ không có gì khó khăn nhé. Mình cũng xin giới thiệu, máy ảnh Lý Biêu là một shop bán máy ảnh uy tín và chuyên nghiệp. Hy vọng các bạn sẽ luôn yêu mến và ủng hộ máy ảnh Lý Biêu. Hàng ngày mình vẫn lên hàng đều đặn để gửi đến các bạn những em máy thật xinh. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và follow mình nha.